Hôm nay Phan được mua cái bà ba mua cho cái chiếc xe điện. Phan có như gần hết rồi, Phan có cả Nintendo Switch này, rồi xe điện này. Rồi bây giờ sửa soạn phải mua cái máy cái đàn piano cho nó. Nhưng mà mình thì thương con thì mình không có tiếc một cái gì hết á. Tập cho nó đi, tại vì nó phải đi đàng hoàng trước khi được ra ngoài, chứ không có là cái này là xe hơi nhanh, xe này đi tới 20 cây số một giờ cho nên nó rất là nguy hiểm, phải huấn cho nó đi đúng. Cho nên nó đi từ bên này trước đã, nó đi cho nó nhuyễn đã. Hôm nay mình định đi đi đọc kinh chiều chiều hôm nay, chiều thứ sáu, bởi vì mình nghĩ rằng là bây giờ tới lúc mình cần phải có một cái tinh một cái gì gọi là cái sự gần gũi về vấn đề thần linh nhiều hơn, mình tìm niềm vui ở nơi đó. Thì thằng này nhá, thì thằng này nó bây giờ ông bố dượng của nó không giữ nó thì bây giờ nó tới đây, nó bị ném tới đây rồi, nó bị ném tới đây rồi, cho nên là mình lại phải ở nhà để coi nó thôi. Ông bố dượng nó không coi nó. À, từ nay giờ đi mình sẽ không bao giờ nói đến 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 cái người ấy, bởi vì á, bởi vì cái người ấy đưa mình ra cảnh sát và tố cáo rồi. Mình trong thời gian này á, mình cũng đã buông bỏ rồi, mình chẳng cần phải bàn tới người ta, cho nên mình chấp nhận hết, sẵn sàng chơi với con ngày nào thì chơi, trước khi mình có một cái sự quyết định rất là táo bạo trong cuộc đời mình. Frank, con nhấn lên số 2 đi, nhấn lên số 2 á. Đen là số 2. Chạy chạy chạy, chạy số 1 trước xong rồi nhấn lên số 2, ok? Hôm nay thì thằng bé nó bảo rằng nó rất là muốn về về với lại ba. Nó bắt muốn về với ba. Nhưng mà thôi kệ nó, bây giờ mình nói rồi, ai muốn làm gì thì làm, người ta muốn giữ thì giữ, không giữ thì ném lại cho mình thì mình coi thôi. Tại vì mình vô phước, mình mới 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 tin tin mình để cho thằng bé